Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại có một số Wixi mới về nữa. Rất là nhiều mẫu xinh lắm, dễ thương lắm. Nhưng thì những cái mẫu này là siêu chậm tăng và mềm luôn. Mà nó lại to nữa chứ. Mà giá của nó thì lại rẻ. Thì bây giờ là chị Mập sẽ quay sơ như thế này cho các bạn xem những cái mẫu này. Hồi trước mà cái hàng Disney này nè, thì chị Mập về nó là cái hộp. Thì đợt này là họ sẽ cho mình là một cái túi PB như thế này, rất là xinh đó, dễ thương lắm luôn. Rồi bây giờ thì chị Mập sẽ dừng lại ở cái chỗ này để chị Mập review những cái mẫu cho các bạn xem nha, để xem là chị Mập nói là có chậm tăng, chị Mập nói là chậm tăng có đúng hay là không nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái mẫu này, thì mẫu này là chị Mập sẽ có là ba màu, màu hồng, màu vàng và màu màu nào nữa ta, để chị Mập tìm xem nào nó nằm ở khu nào. Chúng ta sẽ có ba màu hồng, vàng và trắng nha. Thì cái em này cảm nhận của chị Mập trước tiên, mình sẽ bóp màu trắng này nó hơi dơ, mình sẽ bóp màu này đi. Trước tiên thì nó rất là to, không phải là nó to lắm so với cái giá tiền mà chị Mập bán là 60.000, thì như vậy là nó rất là to rồi đấy các bạn xem này. Và phần nữa là nó siêu chậm tăng luôn. Nó siêu chậm tăng luôn đó các bạn ạ. Không phải là chị Mập lấy mà bỏ vào để làm ảo thuật để cho nó chậm tăng, mà cái này là chị Mập sẽ lấy ngẫu nhiên luôn. Đó các bạn nhìn xem, nó siêu chậm tăng. Và một cái nữa là nó rất là thơm. Nó thơm vị bắn đấy các bạn. Thường thì những hàng thường ấy thì nó sẽ có một cái vị thơm đặc trưng, là cái vị hơi có mùi bắn một chút xíu. Đó. Thì cái này bên chị Mập bán có giá là 60.000. Khi mà chúng ta mua 3 cái như thế này và mua thêm kèm 4 mẫu khác nữa thì em này chỉ còn có giá là 42.000 thôi. Đó, các bạn thấy siêu rẻ đúng không? Rồi, chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Mẫu tiếp theo mà chị Mập muốn nói đến đó là mẫu kem gấu như thế này. Các bạn nhìn không? Em nhìn xem nó dễ thương không? Nó siêu dễ thương đúng không? Đó, rất là dễ thương và rất là mềm, chậm tăng nữa. Đó, các bạn nhìn xem. Để so được nó to hay không thì chúng ta sẽ xem một cái bàn tay người lớn. Đây là một bàn tay người lớn của chị Mập ha. Các bạn nhìn này. Đó, nó ngang ngửa nhau luôn. Thì bên shop chị Mập ấy, thường là hàng là bên chị Mập sẽ chụp trực tiếp luôn, chứ không phải là lấy hình mạng nhá. Cho nên là chúng ta cứ nhìn so với bàn tay của chị Mập mà chúng ta hình dung ra được là nó to như thế nào ha. Thì em này bên chị Mập bán cũng có giá là 60.000 luôn. Nó rất là mềm. Này các bạn xem này, nó mềm lắm, mềm và siêu chậm tăng luôn. Đó. Rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một em ngựa unicorn như thế này. Xinh chưa? Dễ thương không? Thì em này bên chị Mập bán có giá là 50.000. Và khi mà chúng ta xỉ thì có giá là 35.000 cho một em như thế này ha. Rất là xinh luôn, dễ thương lắm. Và nữa là nó siêu mềm và siêu chậm tăng các bạn nha. Đây, chị Mập bóp thử một cái chân của nó. Một cái chân của nó thì cái độ dày của nó thì tầm 2 xăng thôi, nhưng nó rất là mềm và siêu chậm tăng. Này đó, các bạn nhìn thấy không? Cái này với những cái mẫu khác ấy, nó cũng chỉ là một chất Wixi thôi, người ta chỉ là đổ vào cái khuôn khác thôi nhá, chứ còn nó y chang một chất. Cho nên là cái vị của nó và cái mùi thơm của nó cũng như là cái chất của nó đều là như nhau ha. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 50.000 và chúng ta xỉ thì sẽ có giá là 35.000 nha các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái em gấu cá như thế này. Những cái hàng mà nó gọi như là siêu chậm tăng ấy, thì khi mà chúng ta mua, khi mà chị Mập nhập về là họ sẽ để vào trong cái bọc như thế này. Và chúng ta sẽ thấy những cái hành bọc như thế này nha. Cái hành của cái bọc như thế này chúng ta bóp một thời gian thì nó sẽ hết nhá. Những cái hành bọc đó thì những cái Wixi mà nó cứng, nó không chậm tăng nhiều thì nó chắc chắn là nó sẽ không có hành những cái đấy. Tại vì nó chậm tăng thì những cái này nó cái bọc ấy, cái mép bọc á, nó hành lên. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 50.000 luôn ha. 50 hay 40 nhỉ? Hình như 40 sao ấy. 40 và xỉ 28, hình như vậy. Thì em này là của hãng Wow nha các bạn nha. Cái này là của hãng Wow. Xinh chưa? Đó, rất là dễ thương luôn. Và siêu mềm nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cây kem mini. Cây kem này từ 7 đến 10 xăng nha. Cây kem cầu vồng. Rất là xinh. Và rất là mềm luôn. Thường những cái loại như thế này ấy, thì đợt trước chị Mập có nhập một đợt về, cái mùi hóa chất của nó kinh khủng khiếp, nó có nồng nặc cái mùi hóa chất kinh khủng khiếp luôn. Tuy nhiên thì đợt này chị Mập đã nhập shop khác thì cái mùi của nó thơm vị bắn nha.
Thì em này bên chị Mập bán có giá là 20.000. Chị Mập lấy hàng cái chỗ nó cái chất lượng hơn, về cái chất lượng, về cái ngoại quan, rồi về cái chất liệu của nó ấy, cũng rất là ok. Tại vì là chị Mập cũng sợ là những cái chất mà nó có nhiều hóa chất quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhà chị trước. Tại vì là nhà chị Mập sẽ là nhìn cầm nắm và nhìn nó trước mà. Rồi em này bên chị Mập bán có giá là 20.000 nha, rất là xinh và chậm tăng luôn. Tiếp theo thì chị Mập có quả đào. Quả đào này nó mô phỏng và giống y chang hàng fake của hãng iPlum. Đào này thì nó không giống như những cái loại quả đào mà chị Mập hay bán 10.000 với 15.000 một cái, nó khác. Cái đào này nó khác ha. Nó giống như cái đào to mà bán 50.000 ấy, nó y chang như vậy. Từ cái chất liệu, cái chất bóng, đào này cái chất bóng nó có nhũ nữa. Nó kiểu dạng như nó có nhũ. Tại vì khi chị Mập bóp là nó ra nhũ, chị Mập rờ và nó và nắn bóp nó thì nó ra nhũ ở cái bàn tay chị Mập này đó. Thì em này chị Mập bán cũng có giá là 20.000, nhỏ nhưng mà hơi mắc đúng không? 20.000 tùy chất liệu thôi chứ không phải là cái nào bên chị Mập cũng bán mắc, có những cái to khủng lồ kia thì cũng chỉ có 5 60.000 thôi. Thì cái này là rất là hợp lý khi mà chúng ta treo ở cái điện thoại, tại vì nó cũng nhỏ nhỏ nhắn ấy, rồi treo ở cái móc khóa cặp hoặc là treo ở cái móc khóa của xe đạp thì rất là xinh luôn. Đây, màu sắc của nó thì siêu đẹp và óng ánh nữa, rất là dễ thương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái bánh macaron này. Cái bánh macaron này là họ người ta làm siêu ngọt hay sao ta? Bữa chị Mập ăn thử sao nó ngọt lịm mà, ngọt mà nó cứng nữa. Em này thì bên chị Mập bán có giá là 70.000. Đây là Gucci chính hãng của hãng Nhật nha. Đấy, có giá là 70.000, rất là mềm luôn, siêu mềm và chậm tăng này các bạn này. Mùi thơm thì không biết được tại vì nó nằm ở trong một cái bao bì kín như thế này. Thế nên là không biết được mùi thơm của nó là sẽ thơm như thế nào. Nhưng mà chị Mập nghĩ là cùng một cái xốp của cái xốp này chị lấy thì chắc là nó cũng thơm như nhau. Đó, rất là mềm và siêu chậm tăng luôn. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 70.000 nha. Thích chưa? Dễ thương chưa? Một em marshmallow. À, macaron chứ. Bánh này là macaron hay là marshmallow ta? Chắc là macaron, tại vì chị Mập nhìn thấy cái cục này giống như kiểu cục marshmallow. Đó, thì em này bên chị Mập bán có giá là 70.000 nhé. Rồi, và cuối cùng trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những em Disney như thế này. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mẫu. Tuy nhiên thì ở đây chị Mập chỉ có được 11 mẫu thôi. Cái em này thì chị Mập không có. Cái em này là chị Mập không có em này. Đó, chị Mập sẽ có đủ được 11 mẫu nha. 11 mẫu thì gồm có Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Minnie Pink, Daddy, Chip, Noodle. Đó, thì có những cái em như thế và không có cái em này ha. Không có cái em nơ hồng như thế này. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 50.000 và sỉ là có giá là 30.000. Nó sẽ kèm trong một cái túi PPE như thế này cho chúng ta rất là xinh, cái túi siêu dày luôn. Đó. Rồi, video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào muốn mua những cái mẫu này thì chị Mập cũng đã đăng hình lên trên Facebook rồi. Bạn nào muốn mua thì chúng ta cùng nhấn vào cái đường link Facebook cũng như là đường link Shopee mà chị Mập để ở dưới mỗi video của chị Mập nhé. Để chúng ta nhấn vào đường link đó thì đúng là shop của chị Mập. Tại vì hiện tại bây giờ trên Shopee có 2-3 shop đã lấy tên giống của bên chị Mập và lấy cả logo cũng như hình ảnh của bên chị Mập để bán. Cho nên là các bạn để ý nhé. Rồi để ý. Rồi và các bạn nhớ là shop của chị Mập là ở Đồng Nai chứ shop chị Mập không có ở Lào Cai hay là thành phố nhé. Tại vì là chị Mập thấy có hai shop có lấy logo và tên cũng giống như bên chị Mập để bán. Có nhiều bạn nói và vào vào phản ánh với chị Mập là bán hàng rách hàng này hàng kia, thì các bạn xem thứ nhất là cái shop của chị Mập, xem cái lượt đánh giá. Cái thứ hai nữa là shop chị Mập là ở Đồng Nai nha các bạn nha, chứ không phải là ở Lào Cai hay thành phố nha. Rồi, cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã theo dõi video của chị Mập nha.